kính chào quý vị và các bạn Hiện nay, bão Bofa hoạt động trên Biển Đông vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa rào và rông mạnh, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh, nên ở vịnh Bắc Bộ, khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng xa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển đông mạnh Quay trở lại với thời tiết khu vực đất liền, ngày hôm nay do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời đã giảm mây giảm mưa hơn. Về gần trưa trời hửng nắng và đưa nền nhiệt tăng dần lên với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức 20 đến 23 độ và tại khu vực Bắc Trung Bộ là từ 21 đến 24 độ. Trong khi nhiệt độ tăng lên thì độ ẩm trong không khí lại giảm xuống, chỉ dao động trong khoảng 40 đến 60%, phần nào gây ra cảm giác hanh khô cho người dân địa phương. Tại các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên, mưa vẫn còn xảy ra dưới diện rải rác, nên nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết không có sự thay đổi nhiều. Ban ngày trời nắng và nhiệt độ duy trì ở mức khá cao, từ 29 đến 32 độ cho khu vực Tây Nguyên và 30 đến 34 độ, độ cho khu vực Nam Bộ. Đêm nay và ngày mai không khí lạnh còn được tăng cường thêm, tuy nhiên mưa ít có khả năng xảy ra mà trời chỉ duy trì trạng thái rét lạnh với mức nhiệt thấp nhất đêm nay phổ biến từ 14 cho đến 16 độ ở vùng đồng bằng và từ 11 cho đến 13 độ ở khu vực vùng núi, một số nơi vùng núi cao nhiệt độ còn xuống dưới 10 độ. Tuy nhiên đến trưa và chiều mai trời lại giảm mây và hưởng nắng nhẹ, đưa nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 20 đến 23 độ. Xuống đến các tỉnh thuộc khu vực miền Trung khu vực bắc trung bộ đêm nay và ngày mai thời tiết sẽ có dấu hiệu chuyển tốt hơn, trời phổ biến ít mưa và có nắng. Các tỉnh thuộc khu vực từ thừa thiên huế cho tới phú yên do hoạt động của gió đông bắc với địa hình chắn gió của dãy trương sơn nên bầu trời vẫn nhiều mây âm u, có mưa rải rác với lực lượng không lớn. Đối với các tỉnh phía nam, trong khi khu vực tây nguyên thời tiết ít biến đổi thì tại khu vực nam bộ đời gió đông sẽ đẩy những đám mây nhiễu động từ biển vào, gây ra mưa rào rải rác và có nơi có rông cho các tỉnh thuộc vùng ven biển nên nhiệt độ trưa chiều vì vậy cũng giảm nhẹ dần. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ, riêng tại Điện Biên Lai Châu là từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây không mưa, chiều chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận đêm và sáng trời nhiều mây không mưa, chiều chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất phần phía Bắc là từ 24 cho đến 27 độ, phía Nam từ 27 cho đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất phần phía Bắc là từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 cho đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực biển đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở phía đông bắc, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 biển động mạnh. Nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng 26 đến 30 độ thưa quý vị và các bạn bản tin dự báo thời tiết tối nay đến đây là kết thúc xin chúc quý vị và các bạn một giấc ngủ ngon xin kính chào và hẹn gặp lại